Máy in Tân Bình xin chào tất cả các bạn. Mình xin giới thiệu đây là dòng máy in HP Laser ZP1606DN, là dòng máy in laser đen trắng, in hai mặt là tự động và in ổ A4, A5 và A6, in qua cổng mạng LAN và cổng USB. Video hôm nay mình xin hướng dẫn cách cài đặt driver cho máy in qua cổng USB. Sẽ cắm nguồn cho máy in. Sau đó thì mình cắm luôn cái cổng USB cho máy in luôn. Sau đó mình mở nguồn cho máy in. Máy in khá là nhỏ gọn và khá là bền, tốc độ in nhanh. Sau khi máy in khởi động xong thì mình sẽ qua máy tính để mình setup driver cho máy in. Trên máy tính thì mình sẽ bấm vào PC. Rồi, sau khi mình cắm cổng USB và mở máy in thì nó sẽ xuất hiện một cái ổ đĩa CD driver đây, HP đây. Đó. Mình sẽ nick chuột vào đây. Rồi tiếp tục bấm yes. Rồi mình bấm in tone. Còn trên phần quản lý máy in thì xuất hiện ở trên đây. Khi nào cài xong thì sẽ nhảy xuống. Tới đây thì mình cài qua cổng USB nên mình sẽ chọn cổng USB. Bên dưới, bên trên là cổng mạng LAN. Rồi. Như vậy là cái HP 1606 bên trên này đã biến mất và nhảy xuống bên dưới đây rồi. Vậy là quá trình cài driver sắp hoàn tất. Rồi, bây giờ mình chỉ cần bấm next là sẽ máy in sẽ in bản in test. Tốc độ in khá là nhanh. Sau khi cài driver cái là mình đã in test ra được một bản HP Laser Z1606DN. Quá trình cài driver khá là nhanh và khá là dễ. Như vậy là video hướng dẫn cách cài đặt driver cho máy in HP 1606DN của mình đến đây là kết thúc. Mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Mình xin chào và hẹn gặp lại.